Vâng, thưa kính chào các anh chị em. Chắc chắn là đã có sự can thiệp kỹ thuật nên live stream vừa mới chạy vừa rồi trong vòng mấy phút đã bị khựng lại. Rất hy vọng và mong rằng chúng ta sẽ có được cuộc live stream. Tôi coi là một cuộc live stream hết sức quan trọng, ít hay nhiều mang tính cách tôi gọi là lịch sử. Bởi vì các anh chị em sẽ được trao đổi, được nghe, lắng nghe tâm tình của một người Việt Nam đã đi trên cái hành trình tìm tự do cho dân tộc, tìm sự nhân bản, sự công bằng cho dân tộc của chúng ta suốt một cái hành trình rất dài, 70 năm, 80 năm của một cuộc đời. Vâng, đó là cụ Trần Thanh Hiệp. Tôi xin phép được quay lại màn hình để các anh chị em có thể theo dõi được trực tiếp những trao đổi giữa cụ Trần Thanh Hiệp. Đây là một cuộc trao đổi mang tính cách tâm tình của một vị lão trượng dành cho chúng ta, những người đang thao thức thật sự đến sự an nguy của dân tộc của chúng ta. Và bên cạnh cụ Trần Thanh Hiệp là cô Tường Uyên đến từ Hòa Lan. Tôi xin phép quay mặt lại, xin lỗi, quay cái màn hình lại. Bên đó có, nó có bị chói sao không? Có hơi chói. Không chói. Có cần không? Vậy thì chúng ta tắt. Vậy thì có hơi tối. Hơi tối. Thôi cứ để đi, không sao. Vâng, để cho chói đi. Vâng, các anh chị em, nếu như các anh chị em thấy bị ánh sáng tối đó, thì đây cũng là điều để chúng ta hiểu rằng buổi tâm tình này, và sẽ còn những buổi tâm tình khác tại tư gia của cụ Trần Thanh Hiệp. Chúng ta rất, cụ Trần Thanh Hiệp đón anh em chúng tôi hết sức là bình dị, hết sức là tức là không có một cái sự sắp xếp, không có một sự gọi là màu mè nào cả. Đây là những lời tâm tình chân thành của một vị lão trượng dành cho chúng ta. Vâng, thưa cụ Trần Thanh Hiệp, con xin cụ Trần Thanh Hiệp gửi cho các anh chị em một lời chào ạ, trên khắp thế giới. Tôi xin chào tất cả những người đang theo dõi cái chương trình này do Phạm Văn Thành và Trần Nguyên thực hiện. Dạ vâng, thưa các anh chị em, thưa cụ Trần Thanh Hiệp, ngày hôm nay rất cảm ơn cụ đã cho anh em chúng con và cô Tường Uyên được làm trung gian để gửi đến các anh chị em đang hoạt động cho một mục tiêu hạnh phúc của đất nước Việt Nam. Chúng ta là những người đang là những người mang cái ước mơ nhân quyền. Chị Tường Uyên, cô Tường Uyên là người đang điều hành một tổ chức nhân quyền tại Hòa Lan, một tổ chức bảo vệ nhân quyền tại Hòa Lan. Và thưa các anh chị em, trước mặt các anh chị em là cụ Trần Thanh Hiệp. Và cụ Trần Thanh Hiệp là những người đầu tiên tại nước Pháp, người Việt Nam đầu tiên tại nước Pháp đã thành lập ra một cái tổ chức để bảo vệ cho nhân quyền Việt Nam. Thì đây là một cái cơ duyên giữa những người hoạt động nhân quyền của hai lớp tuổi ngồi lại với nhau để chúng ta cùng trao đổi, cùng chia sẻ những thao thức về đất nước. Thưa chị Tường Uyên, xin chị Tường Uyên gửi anh em một lời chào. Dạ, xin kính chào tất cả các anh chị em đang theo dõi livestream của anh Phạm Văn Thành. Hôm nay mình hân hạnh lại có dịp được hầu chuyện với cụ Trần Thanh Hiệp sau một lần livestream rất là đặc biệt của những tuần trước. Thì trong kỳ này thì anh Thành có đặt một số câu hỏi cho cụ, thì để coi như là tại sức khỏe cụ thì cũng là có hạn, cho nên mình xin bắt ngay vào những câu hỏi để đỡ tốn thời giờ của cụ. Uyên ơi, chắc là em sẽ phải di chuyển cái ghế sát lại những cái vị trí cũ mà này. Xin lỗi các anh chị em nhé. Okay. Em đứng đi. Okay, em sẽ ngồi đây.
Vâng, thưa các anh chị em, chúng ta vào câu chuyện chính buổi trao đổi, buổi tâm tình của cụ Trần Thanh Hiệp cùng với chúng ta. Cũng xin muốn giới thiệu lại một lần nữa với các anh chị em là cụ Trần Thanh Hiệp là một người hết sức là đặc biệt đối với cái giai đoạn khởi đầu cái công trình, gọi là cái hành trình tìm tự do đích thực, tìm công bằng đích thực cho dân tộc của chúng ta. Và cụ Hiệp, khi cụ Hiệp 18 tuổi, 19 tuổi đã là những thành viên ban đầu, những thành viên đầu tiên của một tổ chức cách mạng dân tộc Việt Nam. Tức là thưa cụ Hiệp, xin cụ Hiệp nhắc lại tổ chức lực lượng của cụ Nguyễn Hải Thần ạ. Vâng, thì trước khi để mà trình bày một số ý kiến của tôi đó, thì tôi xin xác định rằng vì tôi được hỏi cho nên tôi trả lời, và tôi không có ý định nói để mà lôi cuốn mọi người đứng về phía tôi, coi những điều tôi nói là những chân lý tuyệt đối. Tôi chỉ nói những cái điều gì mà tôi nghĩ một cách tự nhiên và bình thường. Còn ai muốn nghĩ thế nào về kia đó, cái những ý kiến của tôi đó, thì đó là cái điều mà tôi không quyết định. Thì anh Thành và Tường Nguyên đã có nói rằng tôi là người theo đuổi công trình gọi là vận động để thực hiện nhiều điều tốt đẹp cho đất nước. Thì tôi không biết rằng mọi người sẽ gọi là cái gì. Có thể là như anh Thành trước đây đã gọi mà nói tôi rằng là một lão trượng làm cách mạng hay là gì gì đó. Nhưng mà tôi xin nói rằng tôi là người muốn thấy có những sự thay đổi sâu rộng, mau chóng và quyết liệt để sớm chấm dứt cái tình trạng không thể kéo dài hơn nữa trong cái đời sống nói chung của người Việt Nam ở trong nước và có thể ở cả ngoài nước. Thì tôi không biết rằng cái đó người ta gọi là cách mạng hay là không cách mạng, nhưng mà theo tôi đó là cái điều mà tôi đặc biệt xu hướng muốn thực hiện. Và không phải là vì rằng tôi là người muốn tỏ ra mình muốn làm cái điều đó để thành ra một người đặc biệt. Mà thật sự ra đó, tôi muốn làm cái việc đó bởi vì trước tiên là một cái lẽ sống cho chính bản thân tôi. Nếu tôi không làm cái điều đó thì tôi tự hỏi rằng vậy thì tôi sẽ làm cái điều gì. Thì cho nên rằng nếu có cái gì khía cạnh đặc biệt thì cái điều đó là cái điều mà tôi không muốn chứng tỏ ra cho mọi người biết rằng tôi sắp xếp để được trở thành như là một người đặc biệt. Và tôi cho rằng đó là
cái lẽ sống của riêng mình. Và khi mà đã nói là lẽ sống của riêng mình và đã chọn một cái hướng nào đó thì mình phải có can đảm mà tiếp tục đi cái con đường đó và sẵn sàng trả cho cái giá để mà đổi lấy những cái điều mà mình gọi là muốn để mình thực hiện. Nếu mình mà chỉ có một cái tâm lý mờ nhạt thì tôi sợ rằng mình không thực hiện được cái gì hoặc gì ở đời. Mà ở đời theo tôi đó, chúng ta chỉ làm những cái công việc mà tôi xin dùng những cái từ mà ngày xưa người ta đã dùng nhưng bây giờ có thể là người ta không dùng nữa, đó là giá áo túi cơm. Một con người mà chỉ là một cái giá áo túi cơm đó, thì cái cuộc đời đó không có cái gì đáng kể cả. Thì tôi có tham gia vào, dẫn thân vào những cái công việc tạo nên những cái thay đổi đó ở trong xã hội để thay đổi cái đời sống. Bây giờ người ta gọi là đổi đời. Đổi đời thì đổi đời xấu và đổi đời tốt. Theo tôi là nếu mà đổi đời xấu thì không, tôi không có thấy lý do gì phải làm. Nhưng mà đổi đời tốt đó thì tôi nghĩ rằng tôi sẽ làm và không thể làm được một mình và làm với nhiều người. Thì tôi không biết rằng là mình sẽ đã làm được gì đâu và mình đã thử, phải thử mới biết. Khi chưa thử làm thì không nên nói trước rằng cái điều đó là xấu mới tốt. Và ta chỉ có thể đi đến kết luận là cái điều là mình làm là xấu hay là tốt sau khi mình đã làm. Cho nên không phải là người ta sống bằng tư tưởng không, mà người ta còn phải sống bằng cái hành động. Và hành động đi theo tư tưởng, theo bước của tư tưởng để thực hiện tư tưởng, thì người ta gọi cái đó là thực tiễn của đời sống. Thì tôi chú trọng vào cái chuyện cả làm thế nào để có cả hai mặt, là vừa tư tưởng lại vừa có hành động theo bước với lại tư tưởng. Yeah. Thì vì vậy cho nên là tôi có tham gia vào cái sự hoạt động. Và tất nhiên là khi tham gia thì cũng đã để lại những dấu vết. Và mọi người sẽ xét những cái điều làm là sai hay là đúng. Nhưng mà tôi xin nói rằng cái chuyện đó đối với tôi trước tiên là một cái lẽ sống của một con người. Và tôi quan niệm có thể là sai hay là hay là đúng, là tôi phải thực hiện những cái lẽ sống mà tôi tự tìm thấy và không có ngần ngại gì trong cái việc thực hiện cái lẽ sống đó. Dạ, thưa cụ Trần Thanh Hiệp, một điều hết sức là lý thú đối với con. Khi tại vì con là người cận vệ, con được nhiều người và ban nãy thì lại được chính cụ xác nhận cho là khi mà cụ 18, 19 tuổi đó là cụ đã là một một cận vệ, một garde du corps của một nhà cách mạng lẫm liệt thời bấy giờ, năm giai đoạn 1940-45. Tức là cụ Nguyễn Hải Thần. Dạ, xin được sự xác nhận của cụ là có phải là như vậy không ạ? Và vì lý do gì cụ lại nhận những cái nhiệm vụ hết sức nguy hiểm như thế?
Vâng, thì quả thật là tôi khởi đầu cái công việc hoạt động mà thực hiện lẽ sống của tôi đó với một nhân vật đã nổi tiếng một thời là một nhà lãnh đạo cách mạng, cụ Tú Đại Tử. Chính cụ có nay thần là cụ Tú Đại Tử, và cụ đã ra nước ngoài để mà thực hiện cái mà gọi là chí lớn của một người, một bậc đại nho. Thì tôi xin nói rằng tại sao tôi lại làm vệ sĩ cho cụ. Trước tiên là tôi đã tham gia cái tổ chức của cụ như thế nào, thì đây là cái chuyện mà tôi là nhân chứng. Thì tôi nói rằng sở dĩ mà tôi tham gia vào tổ chức của cụ Nguyễn Hải Thần thành lập ở tại Việt Nam là Việt Nam Cách Mệnh Đồng Minh Hội, là bởi vì tôi nhân những cái gì đã xảy ra cho bản thân tôi đó, thì người ta cho thấy là không thể tin được cái mà tổ chức mà ngày trước người ta gọi là mang có tên gọi là Việt Minh, mà Việt Minh không phải là cái tổ chức của mọi người vì mọi người, mà Việt Minh là cái tổ chức chỉ vì mình mà thôi. Thì khởi đầu tôi nhìn nhận như thế, cho nên tôi đã tham gia vào Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội được thành lập ở tại thủ đô Hà Nội vào đầu giữa thập niên 1940, nhân dịp sau đệ nhị thế chiến, có sự phân công ở việc tước khí giới quân đội Nhật Bản miền Bắc thì giao cho quân đội của Tưởng Giới Thạch, và miền Nam thì là do người Anh có trách nhiệm. Mà cái tổ chức Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội là tổ chức mà cụ Nguyễn Hải Thần đã mang ở tàu về để mà thiết lập tại Việt Nam. Thì tôi sở dĩ mà khởi đầu trong cái công cuộc hoạt động công khai như vậy ở một cái tổ chức là vì tôi có, trước khi vào hoạt động cho Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội thì tôi đã vào chiến khu của những người mà đã từng theo cụ Nguyễn Hải Thần hoạt động ở bên tàu, đã được đào tạo ở trường Hoàng Phố, và những người đó lúc đó là được có cái tên gọi là những người cách mạng hải ngoại, mang tới
một luồng không khí mới, một cái để tạo nên một cái nhân cách mới, phẩm giá mới cho người Việt Nam, trong cái tinh thần mà chống lại những kẻ xâm lược đất nước mình để giành độc lập cho đất nước. Lúc đó quan trọng nhất là người ta nghĩ đến cái chuyện độc lập, không bị làm nô lệ cho bất cứ nước nào, cho Nhật hay cho Tàu hay cho Pháp. Thì sở dĩ mà tôi chọn Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội, mà thật ra thì cũng là cái chuyện nó khá tình cờ, là bởi vì rằng tôi đã trải qua một vài những cái biến cố mà làm cho tôi thấy rằng tôi không thể nào tin cậy được ở Việt Minh. Tôi nhớ lại là những năm 1942-43 tôi học ở tại trường Bưởi, tôi ở nội trú chủ nhật thì được ra thành phố chơi, tức là ở làng Bưởi đi về Hà Nội. Thì ra chơi như vậy đó, thì tôi đến nhà một anh, và về sau anh đó cùng học với tôi, nhưng mà anh đó về sau cũng giữ một cái chức vụ phủ thủ tướng của Phạm Văn Đồng, là anh Trần Quang Huy. Thì Trần Quang Huy đó rủ tôi buổi trưa đi chơi ngoài đường phố, thì đưa cho tôi một tập truyền đơn, và trong cái tập truyền đơn đó in bằng thạch có bài Tiến Quân Ca. Thì lúc đó tôi không có, tôi hoàn toàn tôi làm cái công việc đó thì thấy nói rằng nếu bây giờ mình là một người dân nô lệ mà mình chống lại Pháp để mà mình đòi lại độc lập đó, thì đương nhiên là tôi thấy không có lý do gì mà mình lại không, cho nên tôi làm cái công việc đó một cách bình thường. Thế nhưng mà về những biến cố về sau làm cho thấy rằng cái sự đó là một cái sự tôi nghĩ sai lầm về Việt Minh. Và tôi nhìn thấy, bắt đầu khi tôi nhìn thấy rằng Việt Minh không phải là làm họ làm những điều như họ tuyên truyền, và tôi đã tham dự vô tình ở trong cái công việc tuyên truyền đó, cho nên tôi bỏ hẳn và tôi bước vào Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội. Thế thì vào trong cái đảng Cách Mạng Đồng Minh Hội đó thì đương nhiên là phải có liên hệ với cụ Nguyễn Hải Thần. Tôi đã sống hàng ngày với cụ Nguyễn Hải Thần, mà nói ra đó thì mọi người cũng thấy nó kỳ quái, là buổi sáng cụ ăn điểm tâm là chỉ có một dĩa xôi đậu đen, chứ cũng không có một cái đời sống gì sang trọng gì, cái gớm gì cả. Và cái chuyện tại sao lại cần cận vệ thì phải nói rằng ở vào cái thời điểm đó đó thì cái chuyện ám sát giết người xảy ra hàng ngày. Có những cái người mà gọi phe này phe kia đó bị mổ bụng ở giữa ruộng, vứt xác ở đó, hay là thảy vào trong bao bố cho nó trôi trên sông. Thì dĩ nhiên là trong cái tổ chức Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội đó thì người ta phải nghĩ đến cái chuyện bảo vệ
cho cụ Nguyễn Hải Thần. Mà bảo vệ cho cụ Nguyễn Hải Thần đó thì phải có sự tin cậy, và trong cái đời sống hàng ngày với bên cạnh cụ Nguyễn Hải Thần đó, thì tôi và một người nữa là người thứ hai, và một người nữa, người thứ ba là người lái xe cho cụ đi đó, là những người được tin cậy. Và tôi được cử làm cái công việc đó bởi vì rằng tôi cũng đã được đào tạo về học quân sự ở trong chiến khu Tiền Hiền Ba Trang. Thì tôi là người tự vệ và hết lòng đi ngoài phố, bởi vì ngoài phố lúc đó đó cái hoàn cảnh nó xảy ra không khác gì ở trong điện ảnh, trong phim hành động, phim gọi là phim cao bồi, người ta bắn nhau ở giữa phố, ai bắn nhanh thì người đó được. Thế nhưng mà thì vào cái công cuộc nó như vậy đó, thì sức mạnh và tài năng ở trong cái việc sử dụng vũ khí là những cái điều mà mọi người lúc đó coi trọng. Thì chúng tôi đã chuẩn bị khi ra đường là mình phải võ trang, đeo súng một khẩu, hai khẩu ở trên người, và sẵn sàng nếu mà mình không đi, tất nhiên là anh em chúng tôi đó thì không chủ trương đi bắn người, nhưng mà không để cho người bắn mình. Và khi nào xảy ra cái vụ thì lập tức là giao tranh và bảo vệ cho an ninh của mình. Thì cái chuyện mà anh Thành hỏi tôi là tôi có phải là cận vệ của cụ Nguyễn Hải Thần nữa, thì tôi xin xác nhận là điều đó là có vào lúc đó. Và sở dĩ mà tôi được đó là vì thứ nhất là người ta tin cậy ở cái lòng trung thành của tôi với lại một người lãnh đạo cách mạng, và ở cái gọi là kỹ thuật sử dụng vũ khí mà tôi đã học được ở trong chiến khu, thì tôi xác nhận rằng điều đó là điều có. Con cũng có câu hỏi cho cụ là trong cái quá trình mà làm coi như là con gọi là cách mạng của cụ á, trong cái thời gian mà cụ làm là đảng viên của Đảng Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội đó, cụ có một coi như cũng trải qua một cái sự việc truy sát rất là hiểm nghèo, cụ có thể kể cho các anh em nghe và anh Thành và con nghe về việc đó được không? Thì nó xảy ra một vài việc mà tôi xin nói rằng một cái việc mà nó làm cho tôi dứt khoát không còn tin tưởng gì về cái việc mà sống chung với lại cùng hoạt động chung với lại Việt Minh nữa, là cái vụ mà Việt Minh đã mời số hơn 500 người nam nữ ở trong chiến khu Tiên Yên Bá Chẽ về tỉnh Quảng Ninh để mà hợp tác với lại chính quyền và cách mạng. Tức là chính quyền Việt Minh lúc bây giờ ạ? Việt Minh lúc đó bây giờ đó là mời về hợp tác. Tức là địa bàn đó là vùng Hòn Gai, Hồng Gai gì đó. Hồng Gai, Cẩm Phả, Hà Tu, rồi thì rồi đi biển ra Hải Phòng. Thì ở cái đó là về Quảng Ninh. Thì chúng tôi kéo tất cả những người trong chiến khu hưởng ứng cái lời mời đó là về để hợp tác. Dạ thưa đông không ạ? Như vậy là hơn 500 người. Wow. Và lực lượng hùng hậu
Tôi còn nhớ rõ ràng rằng chúng tôi có 5 khẩu đại liên. Ngày xưa là đại liên có 5 khẩu trong số hơn 500 người, tức là tương đương vào một tiểu đoàn. Vậy là một cấp số. Chưa kể là bách kích pháo, rồi súng tiểu liên, rồi súng trường Mosquetón hay là các cái thứ đó đem về. Thì đi trong cái chuyến đi từ Tiên Liên Ba Chẽ mà về Quảng Ninh mà đi qua Hồng Gai, Cẩm Phả, Hà Tô. Thì buổi tối, một buổi tối, chính quyền của Việt Minh mời tất cả những sĩ quan chỉ huy, đám người ở chiến khu kéo về dự tiệc liên hoan. Và chính quyền Việt Minh bắt hết tất cả các sĩ quan đó. Mà bắt rồi không cho những cái người 500 người ở trong chiến khu kéo về biết tin rằng là các cái chỉ huy của mình đã bị bắt. Rồi thì chúng tôi trong cái hành trình đó nhận thấy rằng có quân đội của chính quyền Việt Minh, bộ đội gọi là giám sát, phục kích ở những cái rừng ở bên bên đường. Chúng tôi nhìn thấy nhưng mà họ không tấn công, họ theo dõi thôi và phục kích. Và cái người mà chỉ huy cái phục kích đó là sau này là tướng Nguyễn Bình. Vì Nguyễn Bình lúc đó là ở chiến khu Đông Triều, chiến khu của Việt Minh gọi là chiến khu Đông Triều. Và chúng tôi còn nhìn thấy rằng ông ấy mặc, ông đội mũ cắt kép, rồi ông ấy mặc áo bảnh tô như là thám tử đoan hùng của Phạm Cao Củng viết ở trong những cái chuyện mà ngày xưa. Thì vui vẻ lắm. Nhưng mà rồi về sau đi đến cái chỗ là họ tìm cách, họ trước khi giới chúng tôi, nhưng mà không phải giao tranh, họ cứ bày hết cái kế nào họ này đến kế khác để cho họ tìm cách. Sau cùng là họ trước khi giới bằng cái việc là để anh em chúng tôi ngủ ở một cái trường học mà không có lớp học, cái trường sở đó. Rồi thì nói rằng để mời đi khám sức khỏe. Thì chúng tôi đi khám thì chúng tôi không thể mang theo khí giới được. Để khí giới thì họ ngoài họ lượm hết khí giới, tức là họ tước khí giới. Thì cái hành động đó, đó làm cho chúng tôi, riêng tôi nhận thấy rằng tôi không còn tin tưởng gì ở cái sự thành thực kêu gọi, lời kêu gọi đoàn kết vì dân, vì nước của Việt Minh nữa. Và chúng tôi nói rằng thì mình phải tránh xa. Rồi chúng tôi tìm cách vượt ra khỏi, chạy trốn ra khỏi khác để đi lên Hà Nội. Vâng, thưa cụ, như vậy là cái mặt trận Việt Minh của cái giai đoạn thập niên 1940 có lẽ là nó rất giống với cái tình trạng của mặt trận giải phóng miền Nam của những năm 1970 tại Việt Nam. Bởi vì phía đằng sau, tức là phía bên trong lõi, chính là Cộng sản. Chứ những cái tên Việt Minh hay là mặt trận giải phóng miền Nam thì nó chỉ là một cái tên để gọi là trá hình thôi ạ. Con nghĩ như vậy có phải không?
Thật sự ra đó thì cái chuyện đó là cái chuyện này sau này người ta biết rằng đứng đằng sau là Đảng Cộng sản. Mà cái Đảng Cộng sản đó thì nó không có ra mặt. Và tại sao lại gọi là Việt Minh? Là bởi vì rằng khi ở bên Tàu, cũng Nguyễn Hải Thần là một trung tướng của trường xuất thân ở trường Hoàng Phố. Và ông ấy lập nên Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội. Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội. Rồi ở tại Liễu Châu thì về phía Cộng sản là ông Hồ Chí Minh, Nguyễn Ái Quốc đó cũng bị bắt giam, tình nghi là làm gián điệp cho Nga. Bị bắt, và cụ Nguyễn Ái Thần đã tìm cách để mà cứu Việt Minh ra khỏi, và bên cùng hoạt động. Nhưng Việt Minh hoạt động với lại Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội đó, thì họ tìm cách họ lôi kéo những người của Việt Nam Cách Mạng Hội để mà sang hàng ngũ của Việt Minh, rồi lấy tên Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội, nhưng bỏ chữ hội đi thành Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh, cho nên mới gọi tắt là Việt Minh. Thì rồi thì họ về nước trước cũng Nguyễn là về sau đem cả cái tổ chức đó về, nhưng mà về cùng với lại quân đội Trung Hoa, khi quân đội Trung Hoa sang của Lư Hán sang để mà tức khi giới của quân đội Nhật, thì ở đấy có một cái điều mà bây giờ người ta cũng nhớ, và cái chuyện mình phải biết là chính quyền Việt Minh tổ chức tuần lễ vàng, dân chúng yêu kêu gọi dân chúng bỏ vàng bạc ra để mà gây quỹ cho chính phủ mới. Thì chính quyền Việt Minh dùng cái số vàng đó mua chuộc người của quân đội Trung Hoa là Tiêu Văn, dùng mua chuộc để cái số vàng đó không phải là để làm gây quỹ cho chính quyền Việt Nam, mà chỉ số vàng đó đã được dùng để mà mua chuộc Tiêu Văn, là đứng nhắm mắt đi để cho Việt Minh được toàn quyền mà làm những cái điều mà chính ra đó là họ không có quyền làm dưới cái sự giám sát của quân đội Trung Hoa. Những việc đó là những việc gì cũng có thể những việc đó là những việc gì mà không được quyền làm? Việc gì ạ? Hồi nãy cô nói là để cho Trung Hoa nhắm mắt, không có thấy họ làm những cái việc mà không được họ làm, tức là họ không có quyền giữ độc quyền cái việc chẳng được. Nhưng mà Việt Minh muốn khủng bố cái chuyện muốn tiêu diệt những tất cả những tổ chức nào là phá không cho dân chúng thành ra các tổ chức tranh đấu. Mà khi đã có tổ chức tranh đấu rồi thì thuyết phục theo dưới những cái
Bình Phong, cái khẩu hiệu Bình Phong là đoàn kết, đại đoàn kết. Yeah. Nhưng mà đại đoàn kết để mà chia rẽ hay là đoàn kết dưới sự chỉ huy thao túng của Việt Minh thì được. Yeah. Nhưng mà nếu là đoàn kết thực sự, ai có quyền lấy ở trong đó để góp vào đó thì không có. Yeah. Đấy, dạ. Cho nên làm những cái chuyện đó đó là mà theo cái lẽ vào cái lúc đó, đó thì quân đội Trung Hoa không có quyền để cho Việt Minh tự do mà tàn sát những đàn áp rồi, là rồi tiêu diệt thủ dạ. tiêu những cái lực lượng vậy. Chống lại họ dạ. đối lập với họ thì dạ. phải dùng cái vàng đó để mà mua chuộc Tiêu Văn Lư Hán. Con muốn xin được hỏi cụ là khi một cái tiểu đoàn của Việt Nam đồng minh hội mà bị bắt hết các người lãnh đạo, bắt tức là bộ chỉ huy bị bắt, thì những người 500 người còn lại trong cái đoàn quân đó, trong đó là có cụ, và cụ làm thế nào để thoát khỏi cái đoàn quân đó khi mà bị bắt? Thì chúng tôi chỉ khi chúng tôi riêng tôi với một hai người nữa nhận thấy rằng mình không thể nào mà hoạt động chung với lại Việt Minh được yeah. thì tìm cách thoát ra khỏi cái đó yeah. là chúng tôi rời bỏ cái đám người đó, rồi tôi không biết rằng là cái đám người đó thì về sau sao? Đã được tản mát ra như thế nào tôi cũng không biết rõ yeah, vâng. Nhưng mà nó cũng bi thảm lắm dạ. là bởi vì rằng một thời gian sau có dịp tôi gặp lại thì nghe nói có những người đã bị chết khi bị bắt đem vào rừng dạ. và có những người tôi gặp là tình trạng như là đi ăn mày ở trên phố ở Hà Nội dạ. đó là cái cảnh mà tan tác của cái lực lượng ở chiến khu tức là đã bị tiêu Ba Chẹ. Vâng, lực lượng đó coi như vậy là đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Không thì tôi cũng biết rằng là nó được nó làm sao thì cái đó tôi cũng biết. Yeah. Nhưng mà nó có một cái điều đặc biệt như thế này. Khi chúng tôi thoát khỏi cái đó mà chúng tôi lên Hà Nội thì gặp vào một cái lúc mà một số các đảng trong đó có Đại Việt Quốc xã Đại Việt Quốc xã Đại Việt Quốc gia Liên minh à. Cái hoạt động ở thời Nhật yeah. có Việt Nam Quốc dân đảng đại khái như vậy yeah. Để rồi, có một số các cái nhân sĩ yeah. muốn thành lập một cái trụ sở cho Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội yeah. Thì khi tôi lên, khi chúng tôi một hai người đó mà thoát khỏi trong cái đám 500 đó yeah. mà lên Hà Nội đó, thì gặp đúng cái lúc là ở đấy đang chuẩn bị để thành lập một trụ sở cho Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội yeah. ở số 23 đường Quan Thánh Hà Nội yeah. Cái đoạn đó là đoạn có một cái tờ báo, tòa soạn báo của Tự Lực Văn Đoàn phải không ạ? À, thì 23 Quan Thánh ở phía này thì trước mặt là trụ sở của báo ngày nay Phong Hóa. Mà trong đó là dạ. Nhất Linh Nguyễn Tường Tam ở đó. Dạ, 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 dạ. Thì cũng có ra một tờ báo đấy. Thì những người viết vào đó đó là trong đó có Khái Hưng, nhà văn Khái Hưng yeah. và nhà văn Khái Hưng rồi về sau bị bắt và bị thủ tiêu ở Lạc Quần ở trong yeah. trong cái yeah. trại giam ở Lạc Quần. Yeah. Hình như là con nghe nói là nhà văn Khái Hưng bị đi mò tôm.
Thì đúng rồi, dạ, là bị giết rồi, dạ. phải cho đi mò tôm mà. Dạ, đi mò tôm. Dạ. Thì nói lại là nó ở cái thời đó, đó thì cái chỉ có hai điều. Một điều là sức mạnh do vũ khí, mình vũ khí cũng là nhặt nơi này nơi kia là để mà vào, chứ không có mua một cái vũ khí gì ghê gớm gì lắm, cứ dùng những cái vũ khí cũ. Thứ hai là khủng bố, gọi là thủ tiêu nhau đó, là cái chuyện đó là cái chuyện xảy ra rất là bình thường. Cái cảnh hỗn loạn mà sống Hà Nội thì tôi đã sống cái giây phút là như sống ở trong những cuốn, những điện ảnh, trong những phim cao bồi. Đúng là trong hoàn cảnh đó là rất là dầu sôi lửa bỏng, luôn luôn phải ra. Thật ra thì cũng chẳng dầu sôi lửa bỏng gì, thì dân chúng thì tò mò, cũng không có tích cực, thì cũng ủng hộ người này người kia, nhưng mà cái sôi động là ở cái thế hệ trẻ thanh niên. Yeah. Thanh niên chúng tôi thì không ở với Việt Minh thì phải ở về với lại Việt Quốc, Việt Cách. Việt Cách tức là tên gọi tắt của Việt Nam Cách mạng Đồng Minh Hội. Yeah. Và Việt Quốc tức là tên gọi của những người ở Việt Nam Quốc dân đảng. Và Việt Nam Quốc dân đảng thì được coi như là một cái lực lượng mạnh nhất trong những cái tổ chức mà không đi cùng với Việt Minh. Và hai bên có những giao tranh quyết liệt, còn những cái khác thì nhân sĩ hay là những cái lực lượng gì thì không nói, nhưng mà Việt Quốc thì là một cái lực lượng mà đối đầu với lại Việt Minh ở có cái thời điểm đó là đáng kể nhất. Con xin được hỏi cụ là cái cảm giác khi mà cụ từ Hải Phòng về Hà Nội bước chân lên trên đất liền, cái cảm giác đầu tiên của cụ khi cụ nhìn thấy những cái bối cảnh được coi là có những cái hình thái tự do, cờ không phải là cờ cộng sản, thì cảm giác của cụ lúc bấy giờ nó như thế nào, và lá cờ lúc bấy giờ là lá cờ gì thưa cụ? Cờ lúc đó là thì cờ quốc gia, cờ của, tức là cờ vàng ba sọc đỏ. Cờ vàng ba sọc đỏ. Nhưng mà cái cờ là biểu tượng ngày trước đó. Dạ. Dân mình có được nhìn thấy cái lá cờ đâu. Dạ. Cờ của nhà Nguyễn đó. Dạ. Và, thì với lại bài quốc ca là đăng đản cung đó, đại khái như vậy đó. Mình những cái đó là về sau này thì nó mới có, chứ còn lúc đó, đó là hiếm lắm, cho nên nhìn thấy một cái lá cờ biểu tượng cũng vậy thì rất là xúc động. Là xúc động, nhưng mà chỉ xúc động ở cái biểu tượng đó. Cái chữ xúc động thứ hai là con người, một dân nô lệ mà tự nhiên mình có sức mạnh thì phải có vũ khí. Cho nên cái cảm giác của tôi khi nhìn thấy lá cờ đó cũng như là cái cảm giác lần đầu tiên tôi ở vào chiến khu. Tôi là một người thanh niên còn có bầu máu nóng. Lúc đeo cái khẩu súng vào người thì thấy người mình trở nên là một vĩ đại, sức mạnh vô địch, không sợ ai. Chứ thật ra thì tư tưởng tự do dân chủ gì đó lúc đó là chưa có, đầu óc là rỗng hết. Nhưng mà quả thật là vũ khí đem lại cho người ta sự xúc động
để tự cho mình là những người có sức mạnh. Cho em hỏi câu, cụ mới kể là cụ có cái cảm giác khi mà cụ nhìn thấy cái lá cờ, cảm giác tự do rất là bồi hồi xúc động, thì cụ có thể cho con biết là có lần cụ cũng có bị tù tội, thì cái cảm giác mà của cụ lúc trong tù thì ra sao ạ? Và chuyện đó xảy ra thì vâng, tù tội đó thì nó xảy ra là hàng ngày. Cái chuyện Việt Minh và những cái tổ chức chống đối Việt Minh bắn nhau, bắt nhau là cái chuyện bình thường. Thì có một hôm thì tôi với một số anh em đi giải truyền đơn ở trên phố, đường phố, thì tôi bị, thế nên đường phố, đi trên đường phố thì không sao, mình lại đi vào cái ngõ hẻm, thế là bị chặn bắt. Thì tôi bị chặn bắt, đưa lên trói lại là tay đằng sau, đưa lên đạp xuống trên cái xe hơi, lấy tất bịt miệng lại rồi trở đi về giam vào trong ti liêm phóng. Thì tôi bị bắt, mà cái tội đi giải chuyến đơn thì cũng là cái chuyện bình thường thôi ấy. Nhưng mà tôi bị bắt vào, bắt cho vào gọi là Salim, chân tôi bị cùng, đi vào cái phòng gọi là, thời đó là cá nhân. Dạ, sở liêm phóng phải không thưa thưa cụ? Sở liêm phóng đến ngày xưa thì liêm phóng tức là công an. Dạ. Ở cái khu đấu xảo Hà Nội đó. Thì tôi và, bị bắt và người ta cùng cũng cùng. Lúc thì hai chân tôi bị vào cùng, tôi nhớ rõ ràng hai chân tôi bị vào cùng. Và lúc đó là cụ bao nhiêu tuổi? 20 chưa ạ? 19 chưa, chưa. Và 18 tuổi. Vâng, thưa các anh chị em nhé, cụ là một học sinh, một sinh viên của trường Bưởi. Và một người sinh viên như vậy đã phải bị bắt và phải bị cùm nhé các anh chị em, cùm trong buồng cùm của sở liêm phóng. Lúc bây giờ thì tôi nghĩ rằng đây là một cái yếu tố mà các anh chị em trẻ ngày hôm nay thì chúng ta đang đi trên cái hành trình tiếp nối những hành trình của những người như cụ đã đi, thì ít hay nhiều làm cho chúng ta đôi điều suy nghĩ. Chỉ vì tội trái truyền đơn. Vâng, thì tôi xin nói như thế này. Cái khi mà bị bắt thì cái suy nghĩ của ngay riêng tôi đó là cho rằng số mệnh của mình ở đời này hết rồi, không biết được ai quyết định, chưa biết rằng là về sau nó sẽ xảy ra như thế nào. Nếu mình cứ bị tiếp tục giam này rồi thì ai cứu mình? Thấy bơ vơ lắm. Là vì nếu mà trong một xã hội, dân trong xã hội mà không được lãnh đạo, không được huấn luyện giáo dục để trở thành những người công dân có quyền thì thật sự ra là rất là bơ vơ. Và cái số phận ấy, thì tôi vẫn lúc đó không biết rằng là rồi nếu mình cứ bị giam như thế này rồi thì đi về đâu đó là mình không biết. May mắn là tôi được giải thoát khỏi cái đó sớm, tại vì cái thời gian của tôi giam cũng ít thôi. Dạ, ai đã giải thoát cụ thưa cụ? À, ai đã giải thoát cụ trong vâng, hoàn thì cảnh tôi giải khó khăn là như này? Dạ. Anh em tôi là phải là giải thoát. Thì trong số những người mà đi theo về cụ Nguyễn về đó, là có những người đã học ở bên tàu rồi, đã học trường Hoàng Phố rồi. Dạ. Thế thì họ mặc quân phục của quân đội Trung Hoa, đội mũ mà mặc tất cả quân thế phục. Là quân đội có của cụ Tổng Dưới Thạch, tức là quân đội Dưới tự Thạch, do, nhưng mà Trung Hoa tự do. Đấy. Dạ. Vào cái nơi giam tôi. Dạ. Nói rằng tôi cần
xét hỏi những người bị bắt này. Thì đem về. Thì tôi được ra khỏi cái đó. Vâng, thưa các anh chị em, cái bối cảnh ngày hôm nay tôi nghĩ là một cái cơ duyên hết sức là đặc biệt, mà chúng ta nghe được một sự tâm tình của cụ Trần Thanh Hiệp cho chúng ta thấy rằng đất nước của chúng ta ngày hôm nay nó cũng không khác gì lắm so với giai đoạn năm 1940-45. Người Tàu có mặt trên đất nước của chúng ta và họ cầm cái gần như họ cầm quyền bính trên đất nước của chúng ta. Dẫu rằng sự khác nhau của cái giai đoạn của cụ Hiệp bị bắt ấy, là lúc đó là nước Tàu có hai cái khuynh hướng, có hai cái lực lượng quân đội, một bên là theo cộng sản và một bên là theo quốc gia. Những người cộng sản Trung Hoa quốc gia đã có một số những sự hỗ trợ cho những lực lượng của người Việt Nam không cộng sản, và chính những người từ trường Hoàng Phố về, người Việt Nam học ở trường Hoàng Phố về đã mặc quần áo của quân đội Trung Hoa tự do lúc bấy giờ, phải không thưa cụ? Dạ, và đã cứu cụ ra khỏi cái xà lim đó để ngày hôm nay chúng ta còn nghe được sự tâm tình của cụ đối với chúng ta. Và sau khi cụ được giải thoát rồi thì cụ làm sao? Sao vậy? Dạ, tức là sau đó rồi cụ hoạt động sao nữa sau khi cụ được giải thoát? Vâng, thì tôi tiếp tục hoạt động ở cái thì nó có như thế này. Trụ sở đó, tôi xin nói rằng là cái việc thành lập lên cái trụ sở đó thì kéo cái lá cờ đó lên, rồi thì hàng ngày chúng tôi tổ chức phát thanh, rồi thì tố cáo cái việc gọi là thủ đoạn chia rẽ rồi khủng bố của Việt Minh. Dạ, lúc con xin ngắt lời cụ, con xin lỗi, con xin phép, đã mạn phép ngắt lời cụ là khi cụ kéo cái cờ đó, lá cờ đó là lá cờ gì ạ? Lá cờ của Việt Nam Cách Mạng Đồng Hội thì nó cũng gần giống như là lá cờ của Trung Hoa quốc gia. Dạ, dạ, dạ. Thì nó cũng có thanh thiên bạch nhật. Dạ. Thanh thiên bạch nhật là cũng có màu xanh, cũng có màu trắng, có màu hồng. Dạ. Cách mạng. Dạ. Và nó có một bài gọi là gần như là quốc ca. Cụ có nhớ được? Tôi nhớ, nội dung không? Tôi nhớ nhưng mà thì nói như thế này, cờ đồng minh đã nêu cao theo gió bay tung. Dạ. Tranh quang cùng ánh dương rực hồng. Dạ. Vinh vinh nông công, nông công thương vinh gì đó. Dạ. Dạ. Rồi đoàn ấy mà đoàn kết cho núi sông. Dạ. Rồi cùng tiến tới, cùng tiến tới thế giới đại đồng. Dạ. Dạ. Như dạ. Vậy. Dạ. Dạ. Đứng lên đả đảo đế quốc. Dạ. Dựng nên nền dân chủ cộng hòa, nâng đỡ đồng bào thoát lao lung. Dạ. Cùng tiến tới thế giới đại đồng đại khái. Vâng, như xin con xin hỏi cụ là trong cái bài nhạc như vậy đó là có không, đã có chữ dân chủ rồi không? Không, thì không có chữ, nhưng mà có cái chữ cộng hòa. Dựng nên nền dân chủ cộng hòa, nâng đỡ nâng đồng thoát lao lung. Dạ, vâng. Cùng tiến tới thế giới đại đồng. Vâng. Ngày xưa tức là cùng cùng dựng nên nền dân chủ cộng hòa. À. Thì chính cái chữ dân chủ cộng hòa của không có chữ dân chủ nền cộng hòa. À, dạ, vâng, dạ, vâng. Thì không có. Lúc đó là không có chữ dân chủ ở đây. Dạ. Là bởi vì vào cái thời điểm đó, đó cái điều mà mọi người thích nhất là độc lập. Dạ, dạ, vâng. Độc lập là đứng đầu. Dạ. Chứ còn chuyện tự do dân chủ thì với lại đoàn kết. Dạ, dạ. Muốn con, đoàn kết. Con nghĩ cái chữ cộng hòa đó có lẽ là, không biết là con suy đoán có đúng không, có lẽ là theo cái thời cách mạng của Pháp là 1789. Không, họ có nói theo cái đó. Bên Tàu đã có cộng hòa rồi, Tôn Trần Tiên lên là có theo cái mô hình của bên cộng hòa của Trung Hoa.
Thưa cụ, ở trên màn ảnh có hai người con nghĩ là biết biết đến cụ rất là gần gũi, là cụ Phạm Trần Anh có gửi lời kính thăm cụ. Vâng. Dạ. Và ở bên Thụy Sĩ thì có anh Lâm Bình Duy Nhiên, hình như là anh Lâm Bình Duy Nhiên cũng biết. Vâng, thì tôi có một thời gian hoạt Dạ. động, nhất là Thụy Sĩ thì một thời gian là chúng tôi phải lui tới luôn, Dạ. thì tôi quen nhiều người lắm, nhưng mà bây giờ thì lâu ngày rồi thì cũng quên đi, và đã lâu tôi không có trở lại Thụy Sĩ nữa. Nhưng Dạ. mà Thụy Sĩ là một cái địa điểm mà tôi hay lui tới ở cái thời thời đó, Dạ. và cũng mưu tính nhiều việc Dạ. mà rồi cũng chẳng thành gì cả, thì Dạ. đó lại là một chuyện khác. Dạ. Thành có cho Lâm Bình Duy Nhiên cơ hội để Vâng vâng hỏi vâng không? vâng 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 Dạ. xin xin chị Uyên gửi lời của anh Nhiên ạ. Dạ. Anh Lâm Bình Duy Nhiên hỏi là anh Thành nếu được cho Nhiên hỏi là luật sư Trần Thanh Hiệp, cụ có gặp hay cộng tác chung với cụ Lý Đông A không? Và Đại Việt Duy Tân Cách Mệnh Đảng, cuộc nhận xét gì về cụ Lý Đông A? Tôi không được gặp Lý Đông A, mà tôi không được huấn luyện ở cái lớp huấn luyện đặc biệt mà Lý Đông A huấn luyện những người cán bộ đầu tiên ở Hà Nội. Nhưng cái khi mà tôi ở Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội rồi đó, thì bắt đầu tôi mới tìm về tư tưởng chính trị. Dạ. Ở Việt Nam có nhà Đồng Minh Hội, tuy rằng cụ Nguyễn Hải Thần nói rằng theo tam dân chủ nghĩa, Dạ. nhưng mà tôi cũng chẳng bao giờ được huấn luyện về tư tưởng của tam dân chủ nghĩa của Tôn Giả Tiên. Dạ. Mà cái người mà huấn luyện chúng tôi về tư tưởng chính trị lại là một ông giáo sư trung học, là ông nhà văn Nguyễn Triệu Luật, À, dạ. giảng cho chúng tôi về tư tưởng cách mạng 1789 của Pháp chứ không phải là tam dân chủ nghĩa. À. Thì vì nói như vậy cho nên cái tư tưởng chúng tôi khao khát được đi tìm, và khi đi tìm được thì bắt được cái tư tưởng của Lý Đông A, À. nhưng mà không phải là của Đảng Duy Dân, do Lý Đông A làm thư ký trưởng, mà là một chi bộ của Lý Đông A, Dạ. vì rằng ông Lý Đông A đã quyết định là giải tán Tổng Đảng bộ thành lập năm 1942 Dạ. ở Hòa Bình, Dạ. sau cái vụ thất bại giao tranh với lại cộng sản để mà lấy lại cái thế kháng chiến chống Pháp, thì Lý Đông A quyết định cho giải tán Tổng Đảng bộ Đảng Duy Dân và để các Duy Dân chỉ về mà sống trong những chi bộ. Thì tôi có tiếp xúc với lại tư tưởng Lý Đông A nhưng trong khuôn khổ một chi bộ À, chứ không phải là trực tiếp được huấn luyện những một lớp những người được huấn luyện Lý Đông A trực tiếp huấn luyện thì có mấy người, và về sau này được kể như là những cái người đầu tiên mà được huấn luyện thì còn nhớ lại đó, thì có những người như là giáo sư Đào Hữu Dương dạy ở Chu Văn An đó, dạy ta hình như dạy toán lý hóa này rồi. Rồi có ông Lê Quang Luật, có ông Nghiêm Xuân Hồng,
có một vài người nữa, Trần Văn Từ đại khái vậy, thì được huấn luyện trực tiếp, chứ tôi không được huấn luyện trực tiếp ở trong đó. Sau khi giải tán tổng đảng bộ rồi đó, thì tôi tiếp xúc với nguồn tư tưởng của Lý Đông Nga ở trong khuôn khổ một chi bộ của Lý Đông Nga. Thì có, thì tôi bắt đầu có tư tưởng chính trị, mà đặc biệt Việt Nam nữa, là qua nguồn tư tưởng của Lý Đông Nga. Dạ vâng thưa cụ, liên quan đến một số những nhân lực của Đảng Đại Việt lúc bấy giờ chắc chắn đã có những cái giao tình rất đặc biệt đối với cụ. Thì xin được hỏi cụ là cụ với ông Đỗ Đình Đạo là có cái quan hệ tương quan với nhau như thế nào? Và ông Đỗ Đình Đạo, phải chăng là ông Đỗ Đình Đạo có liên hệ gia đình đối với nữ sĩ Thụy An không ạ? Vâng, ông Đỗ Đình Đạo thì tôi không có trực tiếp, nhưng mà khi mà cái trụ sở của Việt Nam Cách mạng Đồng Minh Hội thành lập thì ông Đỗ Đình Đạo ở trên Vĩnh Yên và Phúc Yên là hai cái đất như là cái đất riêng của Đảng Đại Việt. Có tăng cường một số những người về để mà giữ an ninh cho cái cho cái trụ sở đó. Thế còn bà Thúy An thì có liên hệ với lại lãnh đạo, nhưng mà người ta không hiểu, ở bên trong thì tôi cũng không hiểu được hết tất cả những cái chuyện của bà Thúy An. Nhưng mà bà Thúy An thì có hoạt động về phía cho Đỗ Đình Đạo. Dạ vâng thưa các anh chị em, sở dĩ tôi đã mạo muội xin phép hỏi cụ Trần Thanh Hiệp về ông Đỗ Đình Đạo, cũng như là về đặc biệt là về bà Thúy An, nữ sĩ Thúy An, là bởi vì tôi nghĩ rằng rất ít người trong các anh chị em ngày hôm nay biết tường tận về một khuôn mặt nữ là nữ sĩ Thúy An, là người đã tự chọc mù mắt mình để phản đối chế độ cầm quyền cộng sản trong cái giai đoạn 1950. Và bà đã bị bắt giam tù rất là lâu, và cái trại tù sau này tôi vào chính là trại tù của bà đã ở. Lúc bấy giờ là bà bị một cái tên, tức là bị gọi một cái tên là An Chột. Vâng, đó là trại mà thời Việt Nam Cộng Hòa có một tác phẩm gọi là tác phẩm Trại Đầm Đùn, liên quan đến ông Lý Bá Sơ. Vâng, đó. Và sau này gọi là trại Năm Thanh Hóa, là trại mà Phạm Thanh Nghiên có ở, trại mà Tạ Phong Tần mới đi ra đó. Và Cấn Thị Thêu trong thời gian tù lần trước là có ở cái trại đó. Thì xin nhắc lại cùng với các anh chị em để thấy rằng một khuôn mặt nữ rất là đặc biệt trong giai đoạn 1950-1960, và đã phải trả giá rằng cả cái đời tù của mình, tức là suốt gần 20 năm tù, và một con mắt của bà Thúy An. Vậy cụ cho câu hỏi tiếp, nếu mà các anh chị em trong Facebook không còn câu hỏi nào nữa, thì có thể cho con biết thêm về cái sinh hoạt của cụ sau khi cụ là đội trưởng của cái cơ sở tại 23 Quang Khánh ở Hà Nội hay không? Sao ạ? Dạ, sau đó thì cuộc hoạt động, cái đời hoạt động của cụ ra sao? Cụ ở đó bao lâu và cụ đi làm sao nữa? Tôi cũng không... Ở hiện thời bây giờ tôi cũng không nhớ rõ là... chúng tôi đã rời cái trụ sở Con Thánh như thế nào, nhưng mà lúc đó thì tôi bắt đầu từ một thanh niên trẻ đó có sự liên lạc với lại cái lớp người đàn anh làm chính trị, và những người đó là những cái người mà sau này thực hiện cái việc
di cư vào Nam. Thì tôi có tham gia vào cái việc ở đó. Thì tôi vì vậy có liên hệ và được chọn vào làm những cái người gọi là nhân viên trẻ là trong văn phòng của những người nhân sĩ đứng ra để mà lo cái việc di cư vào trong Dạ vâng, con nhân việc mà cụ nhắc đến cái phong trào di cư vào trong Nam thì con xin được hỏi cụ là hình như con được biết là cụ thì là vào trong Nam nhưng bà cụ tức là mẹ của cụ đó thì lại không vào được trong Nam phải không ạ? Vâng. Dạ lý do tại sao thưa cụ? Là vì mẹ tôi vẫn ở trong quê của tôi là ở Hà Tĩnh. Dạ, là Hà Tĩnh. Dạ, 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 dạ. Và khi bố tôi mất rồi đó thì thì mẹ tôi có từ Hà Tĩnh có ra Bắc để gặp. Dạ, ra bằng cách nào? Tôi đó là không có xe. Chú em. Dạ. Ra Hà thì Nội. cụ là người mà năm nay nếu cụ sống thì cũng 100 mấy chục tuổi rồi, thì lúc đó đó là đi bộ thì không đi được, mấy trăm cây số không đi được, mẹ tôi tập đi xe đạp, đạp xe đạp từ trong quê ra để mà gặp anh chị em chúng tôi từ Hà Tĩnh, từ Hà Tĩnh ra Hà Nội. Thì khi gặp đó thì anh em chúng tôi nói rằng thôi thì bây giờ mẹ đã ra đến đây mẹ ở lại thì mẹ tôi không chịu ở lại, không phải là vì lý do chính trị mà vì rằng mẹ tôi còn có một thằng em út mà mẹ tôi nói rằng không thể để nó một mình ở trong đó, bà cụ lại về. Dạ vâng, con rất muốn được thú lúc ban nãy khi nghe cụ nhắc đến có một lần cụ Hiệp đã trở về quê của mình để thọ tang, để chịu tang ông cụ, tức là bố của thân sinh của cụ. Con rất muốn được cụ chia sẻ với những anh chị em trên khắp thế giới. Vâng, thì tôi có một lần tôi nghe tin là bố tôi mất rồi, thì từ ngoài Bắc tôi có tìm cách để về quê và cúng cái chuyện lúc bố tôi đám tang tôi không có mặt ở đó. Thì vào cái thời điểm ấy là vào khoảng độ 1947 hay là 48 đó. Dạ, thưa cụ. Thì tôi đi bộ từ ngoài Bắc vào Hà Tĩnh trên 200 cây số. Cô đi bằng gì vậy? À? Cô đi bằng gì? Đi bộ. Đi bộ. Lúc bây giờ là đi chân không? Dạ. À. Cụ đi bằng chân không hay đi bằng dép hay đi chân bằng giày? Không thì tôi đi guốc, tôi mua một đôi guốc mới đi. Mà khi về đến nhà thì guốc mòn hết rồi. 200 cây số. Vui lắm. Nhưng mà hay lắm. Yeah. Về đến nơi đó, thì mẹ tôi trên bàn thờ bố tôi đó còn treo cái gậy với lại cái mũ lá chuối. Mẹ tôi đội cho tôi cái mũ và đưa cái gậy cho tôi, nói là tôi ra ngoài ngoài đồng cái là nơi mộ của bố chôn để mà cúng đi. Thì tôi có đi đi cúng bố ở ngoài mộ. Về đến nhà thì hàng xóm đến nói nhỏ vào cho mẹ tôi biết rằng công an sắp sửa đến bắt em rồi. Mẹ tôi lại phải tìm đường mà đưa cho tôi đi thuê một cái đò riêng đặc biệt để đi ra
khỏi Hà Tĩnh mà lại trở về Bắc. Dạ. Lúc đó là cụ đã ở lại được bao nhiêu ngày rồi ạ? Không, chưa được ở được cả một đêm ở đây mà. Dạ, vâng. Là mẹ con chưa chọn một chưa được ở được một đêm mà một đi bộ hơn 200 cây số. Rồi đi về 200 cây số là 400 cây số. Rốt cục lại chỉ có gặp mẹ được có một nửa buổi chiều. Con xin được hỏi cụ ngay là gia đình của cụ đặc biệt là gia đình thân, tôi thân, có bốn anh em. Dạ. Nhưng thân mẫu của cụ có bị đấu tố hay không ạ? À, có chứ. Nếu mà bây giờ lại nói đến cái chuyện đấu tố đó thì mẹ tôi bị đấu tố không phải là địa chủ mà là vì có con theo ngụy. À. Dạ, vâng. Thì cái thành phần đó đồng hóa với lại địa chủ, mà chính vì tôi mà mẹ tôi bị đấu tố. Dạ, mà cô có thể đấu cho, tố là dạ, tịch thu tài sản, đuổi ra sống ở bờ đê. Đuổi ra sống thì dạ. Bà ấy sống ở bờ đê mà. Dạ. Nếu mà không có cái sửa sai Hồ Chí Minh mà lại khóc nói về cái chuyện làm sao để đấu tố đồng bào như thế sửa lại đó, thì mẹ tôi không có được rời khỏi bờ đê mà vẫn tiếp tục cái cuộc sống ở bờ đê. Dạ vâng. Và cụ bà, tức là thân mẫu của cụ đã chọn đời sống im lặng như vậy cho tới khi nhắm mắt xuôi tay. Vâng, thì mẹ tôi thì về sau biết được là tôi đã học luật và tôi đã hành nghề luật sư chứ, thì bà ấy vẫn chờ đợi có ngày được gặp con. Dạ. Bà ấy nói dù thế nào thế thì cũng chờ cho gặp được con. Dạ, vâng. Theo cụ, theo cụ thì cái việc mà đấu tố đó, cái như là việc trong cái vụ mà cải cách ruộng đất đó, nó có ảnh hưởng gì cho tới tới nhân cách, nhân phẩm của người dân Việt Nam hay không? Ồ, thì mình không thể nói được cái chuyện. Chuyện về đấu tố, chuyện đấu tố thì tôi nghĩ rằng dài lắm, mình phải nói cho nó. Nhưng mà cái chuyện đấu tố đó thì chính một nhà văn của chế độ đó đã nói, không biết là nhà văn ấy, thì rồi tôi sẽ tìm lại tên để nói rằng cái chuyện đấu tố là chẳng có cái nghĩa lý gì ở tự nó cả, nhưng mà nó gây ra nhiều cái thảm họa lắm. Được. Vì rằng là đấu tố là một hình thức mà mình học được của Cộng sản Tàu. Được. Và để mà gây cái sự chia rẽ, gây căm hờn ngay cả trong xã hội, mà ngay cả trong gia đình, mà nhất là trong gia đình, để mà phá bỏ cái gọi là cái liên hệ tình cảm giữa những người trong cùng một gia đình. Dạ. Thì thân mẫu của cụ có bị ai đấu tố trong gia đình không? Dạ. Thì thân mẫu của cụ có bị ai trong gia đình đấu tố không? Mẹ tôi là bị đồng hóa là địa chủ, tuy rằng bà ấy không có ruộng, nhưng mà vì rằng bà ấy có con theo ngụy, cho nên bà ấy được kể như là địa chủ. Yeah. Và bị đấu tố. Ngụy nghĩa là sao ạ? Ngụy nghĩa là theo Pháp hay ngụy nghĩa là theo nghĩa là không theo Việt Minh. Không theo Việt Minh nghĩa là ngụy. Là ngụy. Vậy ai là người đấu tố thân mẫu của cụ? Thì đấu tố đó thì tất nhiên là muốn đấu tố thì người ta phải tìm những người trong gia đình có liên hệ với gia đình, hoặc là cày ruộng cho gia đình, hoặc là ở vú ở nuôi trong gia đình. Yeah. Hoặc là làm công cho gia đình. Yeah. Thì cái điều mà tôi nói thực là có một cái lúc vào cái thời điểm đó, khi tôi biết được tin thì tôi bảo rằng nếu tôi có
vũ khí trong tay thì tôi sẽ tiêu diệt những người đó, vì những người đó là những cái người anh em họ của tôi. Và đã được mẹ tôi cứu mang cho những cái khi mà họ cần được nâng đỡ, thì những người đó bị tổ chức nó gọi là tam cùng, nó gây căm hờn, rồi nó nói rằng tất cả những cái điều mà trước là giúp đỡ thì đó là một hình thức bóc lột. Đảo ngược lại tất cả đạo đức nhân cách của người thì không còn gì nữa rồi, không còn không, bố mẹ là con cái, vợ chồng anh em bạn bè là đảo lộn hết, nó làm nó phá hết, không còn cái liên hệ tình cảm gì nữa. Vậy đối với cô, những cái hậu quả của cái cải cách ruộng đất đó, nó có ảnh hưởng gì tới thế hệ bây giờ không? Cho thế hệ bây giờ đó thì người ta thật sự ra đó, thì người ta cái việc đó không ai muốn nhớ đấy. Nhưng mà nó thế này, những cái gì mà có những người được hưởng nhờ cái chế độ chờ đấu tố đó thì ngày hôm nay lại bị tước đoạt lại, thành như rốt cuộc lại là cũng lại chẳng có gì, nó cũng là nạn nhân của một cái cuộc ăn cướp mà quy mô lớn. Ăn cướp quy mô lớn. Cái chữ này là cái đáng nhớ. Vâng, thưa cụ. Vâng, các anh chị em nhé, tôi nghĩ đây là một buổi trao đổi hết sức đặc biệt mà cụ đã tâm tình với anh chị em chúng ta. Sức khỏe của cụ đã rất yếu. Các anh chị em đừng quên rằng cụ đã 92 tuổi. Và chất chồng cuộc đời của cụ là những tháng ngày lưu vong đi hết nơi này đến nơi khác để mong làm được những điều tốt đẹp cho xứ sở. Vâng, thì màn hình làm sao? Bị quay ngược lại. Trung lưu, Facebook trung lưu mới nhất là màn hình bị xoay ngang rồi anh Thành ơi. Màn hình bị xoay ngang. Dạ, em cũng thấy bị ngang rồi. Màn hình bị xoay ngang. Bây giờ đã trở lại chưa? Xoay ngang. Ủa, quay lại nhỉ. Cái này được. Bây giờ thì không đổi được nữa rồi. Các anh chị em thôi tạm thời giữ như thế này vậy thôi. Chúng ta còn khoảng 10 đến 15 phút nữa. Chị Uyên có một số những câu hỏi liên quan đến cộng đồng người Việt ở hải ngoại, những hoạt động của chúng ta, của những người cộng đồng tại hải ngoại, những điều tích cực và những điều tiêu cực. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ đi đến những giờ phút cuối cùng, khoảng 10 đến 15 phút nữa để chấm dứt buổi livestream tâm tình của cụ Trần Thanh Hiệp. Cuộc đời cách mạng của cụ thì rất là dài ha. Anh Thành mới nói là lão trường cách mạng. Thì con biết là cụ trong cái thời gian qua với số tuổi 92, 94 tuổi, cụ không ngừng hoạt động, tức là bằng cách này hay cách khác. Từ lúc trẻ 18 tuổi cho tới bây giờ cụ vẫn tiếp tục hoạt động. Thì cụ cũng vẫn theo sát cái phong trào đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam, từ hải ngoại cho tới trong nước. Thì theo cụ thì có nhận định gì về phong trào đấu tranh của người Việt cho tới bây giờ không? Sao phong trào gì đấu tranh? Phong trào đấu tranh ở hải ngoại hoặc là ở trong nước cho dân chủ, cho tự do. Theo tôi đó thì cái phong trào đấu tranh của hải ngoại đó, nó có những cái điểm rất là tốt của nó. Nhờ có cái cuộc đấu tranh hải ngoại cho nên cái việc mà mình tìm cách ngăn ngừa độc tài để xây dựng tự do dân chủ cho dân chúng đó là mới có điều kiện để mà ra đời. Nhưng mình không nên nói rằng hoàn cái việc đó là nó hoàn toàn có chỉ có những mặt tốt mà không có mặt xấu.
thì theo tôi đó là nó vừa tốt lại vừa xấu. Và cũng tại người và tại hoàn cảnh xã hội. Thì tôi xin nói là về hoàn cảnh xã hội nhé. Thì ở cái giai đoạn là chiến tranh lạnh, tức là cái giai đoạn mà có đấu tranh giữa hai ý thức hệ, ý thức hệ cộng sản và ý thức hệ gọi cứ gọi là không cộng sản, ý thức hệ dân chủ và là lúc đó là ý thức hệ quốc gia. Là cái thời đại đó là cái thời đại mà sự đấu tranh rất là kịch liệt. Nhưng mà kịch liệt đó, tại sao là kịch liệt? Vì rằng nếu vì ý thức hệ mà anh đấu tranh thì lúc nào anh cũng phải thắng. Cái ý thức hệ là phải thắng. Không biết rằng thực sự thực lực của nó có đem lại cái sự thắng cho nó không. Nhưng mà trong đầu nhất định đã ý thức hệ, tôi mà là người không cộng sản, người dân chủ đó, thì tôi phải thắng. Ngay trong đầu tôi là phải thắng, không cần biết. Và thắng, miễn là thắng được. Còn làm như thế nào mà thắng được thì cái đó không quan trọng. Thành ra ý thức hệ là giành thắng không điều kiện cho mình. Thì đó là một giai đoạn. Còn giai đoạn kế tiếp thì thí dụ bây giờ nói rằng cộng sản đã độc tài toàn trị, quốc gia, phe quốc gia là dân chủ tự do. Nhưng mà trong ý thức hệ đó, thì cái sự thắng của dân chủ tự do không phải là thắng thực tế bằng cái đời sống xã hội, mà là sống trong đầu mình. Ý thức hệ là mình phải thắng, không thể nào, không có lý do gì mà mình lại thua độc tài, là ý thức hệ. Thế cái giai đoạn thứ hai mà nhờ có như thế cho nên rằng cái việc đó, cái việc chống lại độc tài đó là nó không không bị đứt đoạn. Thì khi, nhưng mà khi chiến tranh ý thức hệ, chiến tranh lạnh hết rồi thì ý thức hệ không thể tiếp tục tranh thắng không điều kiện như vậy, mà phải thay đổi. Thay vì đem ý thức hệ ra đối chọi với nhau đó, thì phải đem hai nền văn hóa chính trị mà đối loại với nhau. Mà cái sự khác biệt nó ở chỗ nào? Ở ý thức hệ đó thì mình phải thắng trong đầu mình, hay là trong thực tế xã hội mình cũng phải coi như là mình thắng, dù rằng mình làm những cái việc đó không có hoàn toàn theo đúng cái ý nghĩa của nó. Ví dụ như nói mình hoàn toàn dân chủ, mình cũng có quốc hội, mình cũng có thượng viện, mình cũng có hạ viện, nhưng mà đó là một hình thức mà không phải là sinh hoạt chính trị thực sự. Vì rằng cái ngân quỹ chiến tranh nuôi dưỡng cái chế độ đó, người ta viện trợ để làm chiến tranh. Thế nhưng mà làm chiến tranh mà lại chỉ có súng đạn không thì không được. Phải chiến tranh như phải dựa trên một cái nền tảng. Nền tảng đó là nền tảng
gọi là dân chủ tự do cũng có đủ tất cả các hình thức. Yeah. Nhưng mà cái sinh hoạt của người khác thì đã gọi là còn chiến tranh nữa. Yeah. Thì tất nhiên là phải có cái người chỉ huy chiến tranh, là phải coi cái việc mình đánh thắng bên kia là chính chứ. Chứ làm sao mình lại dân chủ được. Yeah. Cho nên mình không chấp nhận cho bên kia có quyền dân chủ. Mà cái bên đó nó lại, nếu mình bên này có dân chủ, nó cũng lại phá cho mình để cho mình không có dân chủ, để mà mình thua nó. Thế là cái giai đoạn ấy là giai đoạn tranh chấp bằng ý thức hệ. Thế mà khi chiến tranh hết rồi thì không có lý do gì mà mình lại cứ ứng xử như là khi còn chiến tranh. Dạ. À. Thì mình phải đem văn hóa ra mình giải quyết. Dạ. À, ông nói dân chủ đó, là cái đó có nghĩa là gì? Nghĩa là công nhận cho người này có quyền này, tham gia này. Rồi thì người cầm quyền mà lạm dụng cái quyền của mình ấy, thì phải bị ngăn chặn này. Tất cả các cái thứ đó, đó là giải quyết bằng văn hóa. Chứ không giải quyết bằng ý thức hệ. Thì phải hai nền văn hóa. Và hai cái nền văn hóa chính trị. Thì bây giờ thành ra đứng về mặt, nếu có tranh chấp ý thức hệ đó, thì cái chuyện nó thiếu thực tế, mình phải chấp nhận. Nhưng mà khi đã hết chiến tranh rồi đó, thì không thể chấp nhận cái điều đó. Phải đem ra cái văn hóa ra để thực hiện. Bởi vì văn hóa là những cái gọi là những cái phương pháp, những cái cách để mà cải tạo cái đời sống con người, để cho mỗi ngày nó một cái tốt đẹp hơn, tươi đẹp hơn, hạnh phúc hơn nữa. Thì mình phải nói rằng bây giờ là hết chiến tranh rồi. Mà bây giờ đó thì mình phải đặt lại nhiều vấn đề lắm. Mà nếu mà mình đem ý thức hệ ra đó, thì không giải quyết được. Phải đem văn hóa. Mà đem văn hóa đó thì phải đổi cách mình nhìn, đổi cách cái thứ. Người cộng sản cũng phải đổi cách để với người quốc gia. Và cái người cộng sản đang bắt đầu làm cái công việc đó. Vì mới đây trong lịch sử của họ, họ không gọi mình là ngụy quyền nữa, mà gọi là chính quyền Sài Gòn. Thì chính quyền Sài Gòn và chính quyền Hà Nội như nhau thôi. Là khi sang văn hóa thì phải như thế. Và cái chuyện đó là cái chuyện giữa người Việt Nam với nhau. Quốc tế không can thiệp gì vào cái chuyện đó được. Bởi vì nếu ý thức hệ thì phải nói rằng phe tư bản, phe vô sản thì mới tranh chấp. Thì mình phải đứng, tư bản phải đứng với mình. Vì mình đứng với phe tư bản để mình chống lại vô sản. Mà vô sản thì không thể đứng với cái này, là vô sản lại phải đứng với vô sản. Nhưng mà bây giờ văn hóa đó thì không thể nào nói được con người ở chế độ cộng sản cũng phải có giá trị như con người ở chế độ không cộng sản. Nhưng mà cộng sản thì nó không theo cái đó. Vì cộng sản, con người trong chế độ cộng sản đâu có phải là con người như là mình đang sống ở đây. Không có được tất cả, không có cái giá trị đó, không có những cái quyền đó. Dạ vâng, thưa cụ, có một số những cái suy nghĩ, một số những luận điểm trong thời gian cả 7-8 năm nay về một cái cụm từ gọi là phải hòa hợp, hòa giải với những người cộng sản. Xin được hỏi cụ là liệu chúng ta có thể hòa hợp được với người cộng sản hay không? Nếu bản lý thuyết thì
hòa hợp hòa giải đó là một tình trạng mà một quốc gia phải có, bởi vì rằng có hòa hợp hòa giải với nhau thì mới sống ổn định được. Nhưng mà tất cả mọi người đều phải làm cái công việc đó, trong khi hiện tình bây giờ đó, mặc dù rằng những cái người nói nhiều nhất về cái chuyện hòa hợp hòa giải là chính quyền cộng sản, thì chính quyền cộng sản là người không hòa hợp hòa giải gì với ai hết. Thì một mình thì hòa giải với ai? Phải hòa giải với cái người chống mình chứ. Thế mà cái người chống mình nó không hòa giải với mình thì làm gì có hòa giải. Cho nên cái cụm từ mà cứ nói hoài, mà cái người cộng sản cứ giữ cái cách mà gọi là cai trị dành cho mình độc quyền quyết định tất cả mọi việc đó, thì không bao giờ có chuyện hòa hợp hòa giải được. Cho nên tôi xin trả lời ông Thành rằng là người ta nói đến chuyện hòa hợp hòa giải nhưng mà không thể nào có được, bởi vì cứ một cộng sản họ không có ý định hòa giải, họ chiếm tất cả mà. Thì làm sao? Như vậy theo cụ thì cái chế độ cộng sản mình phải nhìn thế nào về chế độ cộng sản, như bây giờ mình có thể để cho nó tồn tại hay là mình phải dứt khoát từ bỏ chế độ cộng sản? Thì khi nói đến chế độ cộng sản thì tôi xin nói rằng cái chế độ đó là sẽ phải tự nó sụp đổ. Nhưng mà nó sụp đổ thì một quốc gia không thể sống trong cái tình trạng vô chính phủ được. Phải có tổ chức chính quyền đâu vào đó, tất cả các thứ, phân công xã hội, lớp này làm cái này rồi thì cho kinh tế, văn hóa, rồi chính trị, quân sự, tất cả là phải có một cái bộ máy quản trị đất nước. Mà bây giờ đó thì cái chế độ như cái chế độ hiện thời bây giờ đó là sự thật ai cũng biết rồi, nó không còn cái gì nữa, có cái gì ra là bán rồi làm gọi là tay sai cho chính quyền cộng sản tàu để mà đổi lấy cái cuộc tại. Sống của những người đảng viên đảng cộng sản. Thì bây giờ mình làm sao? Mình đã làm xong một việc không ai làm hơn được, là những người không cộng sản và ngày trước là những người quốc gia đã tố cáo trước dư luận tất cả những cái gọi là cái thủ đoạn cướp quyền, giành quyền của cộng sản. Làm giàu đủ rồi. Nhưng mà bây giờ đó nó thay đổi. Cái người cộng sản nếu cứ tiếp tục như thế đó, mà mình cứ đứng tiếp tục tố cáo đó, thì không có giao tranh gì cả. Chứ theo cụ về giai đoạn tố cáo là đã qua rồi. Tố cáo đủ rồi. Ai cũng biết cái sự thật đó rồi. Vấn đề là phải tìm cách thay đổi. Thì muốn thay đổi đó thì có hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là những người kia phải không được giữ chính quyền độc tôn như đảng trị nữa. Có quyền tham gia vào việc quản trị đất nước nhưng không được quyền độc tôn. Còn người này đó thì không phải là chỉ đứng tố cáo mà phải được trực tiếp tham dự vào. Thế nếu hai cái việc ấy chưa có làm đó, thì tôi vẫn thấy rằng là không giải quyết được cái việc gì hết. Các anh chị em đang quan sát, tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ dừng lại buổi live stream này ở đây, và một số những đề tài khác, đặc biệt các anh chị em có thể đặt được những câu hỏi, thậm chí đặt được một số những đề tài để chúng ta sẽ được những cái dịp khác để tâm tình, để nghe cụ Trần Thanh Hiệp tâm tình với chúng ta. Tôi sẽ xin làm người trung gian, làm người trung chuyển những câu hỏi và những sự gợi ý của các anh chị em trên toàn thế giới. Ngày hôm nay thì
cụ Trần Thanh Hiệp là có hai cái buổi làm việc liên tiếp từ sáng đến bây giờ, cho nên chắc chắn là cụ Hiệp đã rất là mệt, cho nên chúng ta sẽ dừng lại buổi live stream ở đây và xin hẹn các anh chị em trong những thời gian sắp tới. Tôi nghĩ là một tuần hoặc hai tuần tới nữa, tôi sẽ cố gắng cùng với một số những anh chị em khác để khoảng chừng 10 ngày, tức là trong vòng 1 tuần đến 2 tuần ấy, luôn luôn trong khoảng trên dưới 10 ngày sẽ có một buổi live stream để các anh chị em có thể lắng nghe được những lời tâm tình của luật sư Trần Thanh Hiệp. Dạ, con nghĩ là giờ này chúng ta có thể dừng lại được không thưa thưa cụ? Dạ vâng. Vâng, vậy thì chị Tường Uyên ơi, xin chị Tường Uyên nếu không có câu hỏi nào thêm thì xin chị Tường Uyên kết thúc. Thì con cứ muốn chuyển lời cho các anh chị em trên Facebook lại là tất cả đều cảm ơn cùng một buổi livestream rất là ý nghĩa. Và mọi người cũng chúc cụ sức khỏe và cảm ơn cụ. Dạ vâng, từ nãy đến giờ các anh chị em tức là trên màn hình thì đã có cụ Trần Thanh Hiệp và có chị Tường Uyên. Tôi thì không có, bây giờ thì tôi xin quay lại nhé để chúng ta không có bất công với nhau nữa. Vâng, xin chào các anh chị em. Dạ. Xin chào cụ Hiệp, xin cảm ơn cụ Hiệp. Cảm ơn chị Tường Uyên. Xin kính chào các anh chị em, xin cảm ơn cụ Hiệp. Vâng nhé, thưa các anh chị em.